Kính thưa quý vị, hôm qua thì chắc quý vị đã nghe tin qua các hãng thông tấn, các đài truyền hình và đặc biệt cũng giống như tất cả các trang báo. Tờ Người Việt hôm nay ở trên trang đầu cũng loan tin về ông tỷ phú Hoàng Kiều. Kính thưa quý vị, trong tuần lễ vừa qua thì một cái cơn lụt đá ồ ạt đổ xuống thành phố San Jose. Ở ngay trên con đường Thu Lì, có thể mực nước có nhiều khi đã ngập lên đến ngay đầu gối. Nhiều cư dân ở trong đó, bao gồm những người tị nạn ở khắp nơi trên thế giới, về cư ngụ tại thành phố San Jose. Và chắc quý vị đã biết trong đó người Việt của chúng ta cũng đã có rất nhiều. Và sự kiện đã làm nổi bật lên hình ảnh của một người Việt đến định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1975, đó là ông tỷ phú Hoàng Kiều, với một chiếc áo trắng, với một cái quần có thể là cũng hoa màu chút xíu, phải không? Cái quần này thấy quen quá anh ấy. Quen. Và kính thưa quý vị, đó là hình ảnh ông Hoàng Kiều tỷ phú ngày hôm qua có mặt tại thành phố San Jose. Bằng với một cái cử chỉ có thể nói là hào hiệp, ông đã ký một cái check 5 triệu đồng để gửi đến tặng tất cả những cái người cư dân chịu ảnh hưởng bởi trận lụt ở trong khu vực của thành phố San Jose. Đó là một trong những khu vực của cái đơn vị 7, nơi đó có một người đại diện gọi là nghị viên, ông luật sư Nguyễn Tâm. Dạ. Em nghĩ sao về cái việc làm này? Dạ vâng. Thưa quý vị khán giả, đầu tiên đó thì phải kể tới đó lý do và nguyên nhân nào mà có cái sự ủng hộ này. Đầu tiên, theo như lời của ông nghị viên Tâm Nguyễn đó, thì ông nói rằng bên phía chủ của bên chuỗi cửa hàng Lee Sandwich mới có làm một cái gọi là giúp cho ủng hộ bằng cách đó là 61 tiệm trên khắp 50 tiểu bang để một cái thùng quyên góp nhỏ. Thì qua đó đó thì ông Hoàng Kiều cũng nói chuyện và biết được, rồi cho rằng coi như là làm vậy thì lâu quá nên bây giờ ông Hoàng Kiều tặng tiền luôn cho lẹ. Sự thể là như thế. Trong ngày hôm qua đó thì có các cơ quan phóng viên báo chí của bên xứ người Mỹ đó, người ta cũng đến để mà theo dõi. Và Tuấn cũng có xem ở trên đài ABC của trên San Jose đó, người ta cũng có cái tin tức này, và trên tờ Mercury cũng được loan tin này về tỷ phú Hoàng Kiều. Kính thưa quý vị, sự kiện tình cờ sẽ đến vào ngày hôm qua. Một trong những người bạn đã từng làm việc tại Hồng Kông với tôi, đó là người bạn Jerry Cassandrander. Anh ta cũng đã để lên cái trang website của anh, giống như trang mạng của anh, về những vấn đề cảm nhận với người tị nạn. Và lẽ dĩ nhiên, trong số những người tị nạn đến định cư tại Hoa Kỳ, một số người rất thành công, bên cạnh đó thì cũng một vài số nhỏ đã có những hành động gắn liền với tội phạm. Lẽ dĩ nhiên, ở tập thể nào cũng có người tốt, người xấu. Tuy nhiên, việc làm của ông Hoàng Kiều hôm qua, một người tị nạn rời khỏi gia đình, là một trong những người Việt Nam đã từng chiến đấu trong cuộc chiến đến tại Hoa Kỳ, và với một cái gọi là sự làm việc vất vả của ông tạo nên được một cái tài sản kết xù rất lớn. Ngày hôm qua, theo như những sự việc mà anh Tuấn đã gửi đến quý vị, ông Chiêu Lee Sandwich là một trong những người có nhã ý muốn làm sao đóng góp để một phần nào với những nạn nhân ở trong trận lụt hiện đang là ảnh hưởng với những cư dân ở trong thành phố San Jose. Và ông đã có nhã ý để tất cả các thùng tiền nhỏ ở trên 67 tiệm của ông, và số tiền này được bao nhiêu thì ông sẽ đồng tình match up với số tiền này để gửi thành phố San Jose, gọi là một cái món quà tượng trưng của những người tị nạn cùng chung với cảnh ngộ và chia sẻ cái nỗi đau của những người tị nạn ở khắp nơi trên thế giới đến định cư tại thành phố San Jose. Và sự việc này đã đến tai ông Hoàng Kiều. Ngày hôm qua, bằng một chiếc phản lực riêng của ông đến từ thành phố Los Angeles, ông đã xuống San Jose. Và chỉ có đơn thân độc mã một mình ông đã bất thình lình làm mọi người có thể nói ngạc nhiên khi ông tự tay ký một cái check trị giá 5 triệu đồng. Và tối hôm qua, trong buổi nói chuyện với ông Hoàng Kiều, chúng tôi đã được ông trình bày. Chúng tôi hỏi, thế nguyên nhân tại sao ông lại đưa ra một cái số tiền lớn đến như vậy ở một cái nơi mà ông không có gắn liền với quá khứ ông gì hết? Thì ông ta đã trả lời, là một người đến từ một thành phố, là một người tị nạn, đến từ một thành phố đã có thể nói bị hủy diệt toàn bộ bởi bom đạn trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi thông cảm cái nỗi khổ và biết rằng cái nỗi khổ đó đã đến với tôi trong một thời gian rất dài. Hôm nay tôi được biết qua ông Chiêu là hiện nay thành phố San Jose đang bị một cái cơn lụt, và trong đó có trên 500 gia đình người Việt chúng ta sinh sống, và những người này có một số lại họ không có nhà cửa, họ không có insurance, có bảo hiểm với vấn đề lụt lội, và liệu họ phải đương đầu như thế nào. Và tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi cũng là một trong những người đi trước, và chúng tôi phải nhớ ơn và có bổn phận giúp đỡ những người tị nạn cũng giống như chúng tôi. Và cũng đây là một cái cơ hội để cho tất cả mọi người hiểu rằng người tị nạn chúng ta đóng góp cũng giống như tất cả những người khác ở khắp nơi ở tại Hoa Kỳ này.
chúng ta đã thành công. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó, chúng ta cũng cảm ơn tất cả những gì mà quê hương này đã đón nhận chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là một trong những ý nghĩa cao đẹp. Và tất cả các báo chí, quý vị đã thấy tờ San Francisco Chronicle cũng giống như tờ Mercury và tất cả những báo chí, đặc biệt tất cả các đài truyền hình đều nói đến hình ảnh của một người Việt họ Hoàng tên Kiều đã làm một cái công việc mà có thể nói rằng chúng ta lấy. Tuy nhiên trong những cái công việc đời sống gần đây thì cũng có nhiều tin tức nói về đời sống của ông như thế này thế nọ, nhưng mà cái nét việc làm của ông rõ ràng bộc lộ đó là một trong những người hấp thụ được một cái nền văn hóa Việt Nam, phải không? Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi mà tỷ phú Hoàng Kiều đang tặng chấm check 5 triệu đô la đó, thì ở phía bên Việt Nam thì các cơ quan truyền thông báo chí đang đưa tin về một cái cuộc gặp nhân văn giữa bên phía Nhật Hoàng và cũng giống như Hoàng hậu đi thăm lại những người đã là thân nhân của những người lính, binh lính của Nhật Bản trong cuộc kháng chiến và trong cuộc mà quân đội Nhật chiếm đóng Việt Nam từ những năm 1945. Và tin tức cho biết là ngày hôm qua đã có tổng cộng là 16 người, hầu hết là vợ con của cựu quân nhân vật của Nhật Bản. Như quý vị cũng đã biết là sau khi mà Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh vào tháng 8 năm 1945 đó, thì đã có khoảng 600 người là binh lính Nhật Bản đã phải ở lại, và họ ở lại, họ cùng cưới vợ Việt Nam, sanh con đẻ cái ở đây, và hơn một nửa bị thiệt mạng trên chiến trường hoặc qua đời qua bệnh tật. Nhưng mà theo như luật pháp Nhật Bản đó, những người binh sĩ có vợ kết hôn với những người phụ nữ Việt Nam có con, nhưng họ không được đem con cái và vợ con của họ về lại Nhật Bản. Và đó là lý do mà tại Việt Nam vẫn còn một nhóm nhỏ là những người thân nhân của người binh lính Nhật Bản. Và trong chuyến thăm của Nhật Hoàng và Hoàng hậu thì ông đã đến động viên với tất cả mọi người trước khi mà kết thúc và có chuyến thăm đến Huế và dự một trong những cái lễ hội âm nhạc gọi là Nhã Nhạc Cung Đình, một trong những cái di sản được UNESCO công nhận và đã du nhập vào bên nền văn hóa Nhật Bản vào những thế kỷ trước. Kính thưa quý vị, khác với quốc gia Triều Tiên và Đại Hàn, chắc có lẽ họ đã đưa ra những cái lời có thể nói phản đối kịch liệt tất cả những người lính Nhật đã có một thời kỳ trú đóng và chiếm đóng quốc gia của họ, cũng giống như tại Trung Hoa. Kính thưa quý vị, điều người ta nói đến người chính khác với tất cả những cái người ở tại Nam Hàn, cũng giống như tại Bắc Hàn và tại Trung Quốc, thì Việt Nam chúng ta đã có những cái cử chỉ thân thiện và hình như họ quên đi tất cả những người nạn nhân của cuộc chiến tranh Nhật Bản. Chắc quý vị biết vào năm 1945 Nhật Bản đã chiếm đóng Việt Nam, và là một trong những cái sự kiện mà nói đến rất nhiều. Kính thưa quý vị, đó là một trong những nạn đói ất dậu, kính thưa quý vị, đã tiêu diệt biết bao nhiêu người Việt chúng ta, và có thậm chí có những lời chỉ trích những người quân Nhật đã sử dụng lúa thóc để sử dụng vào máy chạy đồ họ xe lửa làm gây nên cái nhiều nạn đói. Chúng tôi là những người không thể phê phán lịch sử, nhưng ít nhất chúng tôi nhận thấy rằng đã đến lúc những người Việt chúng ta cần nói lên cái tiếng nói trung thực, những người nạn nhân của một cái chế độ quân Việt. Kính thưa quý vị, chúng ta không thể làm ngơ như vậy được. Lẽ dĩ nhiên chúng ta có rất nhiều vị luật sư, có những người hoạt động cho nhân quyền. Chúng ta không thể để cho những cái lợi dụng của những cái quốc gia can thiệp với nhau và chúng ta quên đi những cái sự đau khổ của những người đã gánh chịu bởi những cái cuộc chiến, mà có thể nói đây là hậu quả của cuộc chiến tranh quân Việt xảy ra vào thời kỳ đại nhị thế chiến. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ và nhớ ơn đến những người đã chiến đấu hy sinh cho tổ quốc quê hương của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng không thể làm quên đi những cái người đã gây nên nhiều tang tóc cho quê hương của chúng ta. Và kính thưa quý vị, đó là một trong những hành động. Ngày nay chúng tôi không nghe nói chuyến viếng thăm này, không thấy những nhà hoạt động nhân quyền, không thấy nói đến những cái người có thể nói đó họ là những nạn nhân của một cuộc chiến mà có thể nói. Và chúng ta đã bỏ quên phải không thưa? Dạ vâng.